Kim Hoa xin kính chào quý khán thính giả của Đại Kỳ Nguyên. Trong chương trình tin chuyên đề ngày hôm nay, mời quý vị nghe hai bài bình luận của các chuyên gia với nhan đề. Bắc Kinh từng cứu quốc gia này, nhưng vì sao giờ lại bị họ lạnh nhạt? Trang Deutsche Welle, bản tiếng Trung đã trích dẫn một bài phân tích đăng trên nhật báo Die Welt của Đức, nhận định rằng trong suốt 10 năm qua, Bắc Kinh đã khéo léo mở rộng ảnh hưởng, lấp đầy mọi khoảng trống mà Washington để lại ở Trung Đông sự ổn định chính trị ở Trung Đông phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch hòa bình của Bắc Kinh ở khu vực này cũng không phải vì lòng vị tha. Bài báo phân tích lý do tại sao Hy Lạp, quốc gia từng nhận được sự hào phóng của Trung Quốc, giờ đây lại dần dần lạnh nhạt. Theo bài phân tích của tờ báo Đức, thái độ và hành động của Mỹ và Trung Quốc ở Trung Đông khác nhau như thế nào? Năm ngoái, dưới sự hòa giải và trung gian của Trung Quốc, Iran và Ả Rập Xê Út đã khôi phục quan hệ ngoại giao. Nhưng tại sao lãnh đạo Trung Quốc lại tập trung rất nhiều nỗ lực ngoại giao vào khu vực Trung Đông? Bài phân tích của tờ Die Welt cho rằng, lý do là vì lợi ích địa chính trị liên quan đến việc tiếp cận dầu mỏ đã thay đổi. Bài báo nhóc lại, 50 năm trước, Mỹ và Ả Rập Xê Út đã đạt được thỏa thuận dầu mỏ đổi đô la, quy định đô la Mỹ trở thành đồng tiền dự trữ quốc tế. Tuy nhiên, với sự phát triển và ứng dụng rộng rãi của công nghệ khai thác dầu đá phiến của Mỹ, khu vực này, Trung Đông, không còn quan trọng về dầu mỏ đối với Mỹ nữa. Mỹ vẫn nhập khẩu dầu từ Ả Rập Xê Út, nhưng lượng nhập khẩu đang giảm. Từ 1,5 triệu thùng mỗi năm vào những năm 2000, 22 năm sau lượng nhập khẩu dầu của Mỹ đã giảm xuống còn chưa đến 1 phần 3. Quan trọng hơn nữa, Mỹ đã vượt lên trở thành nước xuất khẩu dầu lớn thứ ba thế giới. Mặt khác, Trung Quốc hiện nay là khách hàng mua dầu lớn nhất của Ả Rập Xê Út. Bắc Kinh mua trên 20% tổng sản lượng dầu của nước này. An ninh năng lượng của Trung Quốc phụ thuộc rất lớn vào Trung Đông. Trung Quốc cũng nhận được lượng dầu tương đương từ Iran, nhưng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Iran còn lớn hơn. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là khách hàng dầu lớn nhất của Iran, chiếm 37% tổng lượng xuất khẩu dầu của Iran. Ngược lại, Iran cũng thích mua máy móc và sản phẩm điện tử từ Trung Quốc. Chỉ riêng trong năm 2022 đã đạt 4 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc không bao giờ tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với chế độ Iran, trái lại các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc khéo léo tận dụng những cơ hội từ sự vắng mặt của các doanh nghiệp phương Tây trên thị trường Iran. Bài báo viết, mặc dù Trung Quốc đã đầu tư vào năng lượng tái tạo và điện hạt nhân gần như vượt xa bất kỳ quốc gia nào khác. Tuy nhiên nhu cầu của nước này về dầu thô và khí đốt tự nhiên vẫn tiếp tục tăng thì các căng thẳng địa chính trị gia tăng, Trung Quốc càng có nhiều động lực để tiến hành thương mại bằng đồng nhân dân tệ thay bằng đồng đô la Mỹ để mua những thứ hấp dẫn như dầu mỏ. Thanh toán trực tiếp bằng nhân dân tệ cũng có ý nghĩa với nhiều quốc gia trong khu vực này, bởi Trung Quốc đã thay thế Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất trong khu vực. Kể từ năm 2013, Bắc Kinh cũng đã cung cấp tài trợ cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng lớn thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường, qua đó mở rộng ảnh hưởng của mình bài báo cũng cho biết, trong 10 năm qua, Bắc Kinh đã tinh vi mở rộng ảnh hưởng của mình, lấp đầy mọi khoảng trống mà Washington để lại. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc tính dễ bị tổn thương của Trung Quốc gia tăng. Do thương mại song phương và sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu năng lượng ở khu vực này, sự ổn định chính trị ở Trung Đông phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Khác với Mỹ, Trung Quốc không phải là kẻ thù truyền kiếp của Iran và cũng không cảm thấy quá gắn bó với Israel về lý do đạo đức và lịch sử. Điều này thực sự mở ra một không gian hoạt động mới cho Bắc Kinh. Kế hoạch hòa bình của Bắc Kinh ở khu vực này không phải là vô tư, nhưng kế hoạch hòa bình của Mỹ cũng có thể chưa bao giờ là vô tư. Thái độ của Hy Lạp đối với Trung Quốc đang thay đổi. Trung Quốc đã từng đóng vai trò người cứu tinh trong cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp. Các công ty Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ euro vào Hy Lạp lúc đang sắp phá sản. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của Hy Lạp với Trung Quốc đang dần phai nhạt. Tờ Kathimerini, tờ báo buổi sáng hàng ngày về chính trị và tài chính, được xuất bản ở Athens nhận xét: Một trong những lý do mà hàng nghìn người Trung Quốc mua nhà đang đẩy giá bất động sản của địa phương lên cao. Ở Athens, toàn bộ khu vực này đều nằm trong tay người Trung Quốc. Trung Quốc đang đổ hàng hóa giá trị rẻ vào thị trường Hy Lạp, dù là nhà máy điện gió mini hay những bức tượng nhỏ ở những cửa hàng lưu niệm, hầu hết đều là made in China. Ngoài ra, cơ quan thuế Hy Lạp đã điều tra và phát hiện ra một mạng lưới lớn gồm 287 công ty thương mại Trung Quốc. Họ đã giấu 90% doanh số bán hàng bằng cách thao túng máy tính tiền và trốn thuế. Bài báo viết, sự nhiệt tình của Hy Lạp với Trung Quốc trong thập niên đầu của thế kỷ 21 đang dần nhường chỗ cho sự cân nhắc lạnh lùng hơn. Điều này trở nên rõ ràng kể từ khi thủ tướng cánh hữu Kyriakos Mitsotakis lên nắm quyền vào mùa hè năm 2019. Ông Mitsotakis có phong cách thận trọng hơn. Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã không có bất kỳ khoản đầu tư lớn nào vào Hy Lạp. Năm 2020, một công ty nhà nước Trung Quốc đã bị loại khỏi quá trình cổ phần hóa DEPA Infrastructure, nhà điều hành mạng lưới khí đốt của Hy Lạp. Trung Quốc cũng không thể tham gia vào quá trình cổ phần hóa nhà điều hành lưới điện DDE Bài báo phân tích rằng có hai lý do chính dẫn đến việc này. Một mặt, Hy Lạp bây giờ dễ dàng tìm thấy những nhà đầu tư đến từ các nước phương Tây hơn. Trong thời kỳ khủng hoảng nợ, Trung Quốc gần như là quốc gia duy nhất dám đầu tư vào quốc gia này. Bây giờ, đất nước đã vượt qua được một cuộc khủng hoảng và các công ty phương Tây cũng đang khám phá lại những cơ hội ở khu vực này. Lý do thứ hai là chính trị. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát và xung đột ở Ukraine diễn ra, Liên minh châu Âu và Mỹ đã điều chỉnh chính sách đối với Trung Quốc. Ông Mitsotakis cũng đã tính đến điều này. Trong chuyến thăm Bắc Kinh vào đầu tháng 11 năm 2023, ông nói rằng Hy Lạp có thể trở thành cây cầu giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Theo các đại diện của phái đoàn đại biểu, Thủ tướng Hy Lạp cũng nhấn mạnh rằng châu Âu cần có sự tự chủ chiến lược để đối phó với những thách thức địa chính trị toàn cầu trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Trung Quốc. Thưa quý vị, mục tin chuyên đề của Đài Cử Nguyên xin được tạm dừng tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những phân tích và bình luận mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại.